Triết học đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình sự hiểu biết của chúng ta về thế giới và niềm tin của chúng ta về thế giới đó, bao gồm cả niềm tin của chúng ta vào Chúa. Nghiên cứu triết học đã giúp mọi người hiểu được bản chất của sự tồn tại, đạo đức và ý nghĩa của cuộc sống, từ đó giúp củng cố niềm tin của họ vào Chúa. Trong tiểu luận này, chúng ta sẽ khám phá xem triết học đã giúp niềm tin vào Chúa như thế nào. Triết học đã giúp con người hiểu được bản chất của sự tồn tại, đã giúp củng cố niềm tin của họ vào Chúa. Các triết gia đã tranh luận về sự tồn tại của Đức Chúa Trời trong nhiều thế kỷ, và những lập luận của họ đã giúp mọi người hiểu được bản chất của Đức Chúa Trời và tại sao việc tin vào Ngài là điều hợp lý. Các triết gia như Ariston và Aquin đã lập luận rằng vũ trụ phải có một nguyên nhân, và nguyên nhân đó phải là Chúa. Lập luận của họ đã giúp mọi người hiểu rằng vũ trụ không tự nhiên mà có mà được tạo ra bởi một quyền lực cao hơn. Hơn nữa, triết học đã giúp mọi người hiểu đạo đức, điều này đã củng cố niềm tin của họ vào Chúa. Các triết gia đã tranh luận về bản chất của đạo đức trong nhiều thế kỷ và những lập luận của họ đã giúp mọi người hiểu rằng có những giá trị đạo đức khách quan tồn tại bên ngoài quan điểm của con người. Sự hiểu biết này đã giúp mọi người thấy rằng đạo đức không phải là tương đối, và phải có nguồn gốc của những giá trị này. Nhiều người tin rằng Thượng Đế là nguồn gốc của những giá trị này, và niềm tin của chúng ta vào Thượng Đế là cần thiết để chúng ta hiểu và sống theo các giá trị đạo đức khách quan. Cuối cùng, triết học đã giúp mọi người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, điều này cũng đã củng cố niềm tin của họ vào Chúa.
Các triết gia đã tranh luận về ý nghĩa của cuộc sống trong nhiều thế kỷ và những lập luận của họ đã giúp mọi người hiểu rằng tồn tại của chúng ta đều có mục đích. Nhiều người tin rằng Chúa là nguồn gốc của mục đích này và niềm tin của chúng ta vào Chúa là cần thiết để chúng ta hiểu được vị trí của mình trên thế giới và hoàn thành mục đích của mình. Tóm lại, triết học đã đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin của con người vào Chúa. Nghiên cứu triết học đã giúp con người hiểu được bản chất của sự tồn tại, đạo đức và ý nghĩa của cuộc sống, từ đó giúp họ thấy được sự hợp lý của niềm tin vào Chúa. Như vậy, triết học là công cụ giúp người ta hiểu và củng cố niềm tin nơi Đức Chúa Trời.